Hello, what is good everybody? Welcome back to my channel and it's your boy. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Short Quyền Nguyễn, yeah baby. That's right. Thì đã rất là lâu rồi tôi mới đăng lại một cái reaction video lại trên cái channel này. Tại vì tôi không được làm reaction cho rap Việt. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có anh LJ và Baby Red. Rất là vui, thậm chí tôi cũng là một cái viewer của cái channel đó luôn à, tuần nào tôi cũng coi hết, nên là các bạn không xem tôi thì nhảy qua bên cái channel bên kia xem nhé. Ok, không sao cả, miễn sao chúng ta có được cái năng lượng tích cực là được. Ok, thì hôm nay thì tôi vừa mới thấy cái channel của Space Speaker TV vừa mới đăng một cái series cypher luôn, tên là Zoom In. Và trong cái cypher này thì tôi thấy là có rất là nhiều gọi là rapper trẻ, cũng như là có một vài rapper là lần đầu tiên tôi biết tới cái tên này luôn. Nên là các bạn biết đó, tôi là một người rất là thích nghe những cái rapper mới và cũng như là rất là thích ủng hộ những cái nghệ sĩ trẻ. Thì hôm nay chúng ta có cái reaction cho cái Zoom In Cypher của Space Speaker, ok? Và chúng ta sẽ ngồi xem qua hết những cái bài nhạc này luôn. Và đây cũng là cái lần đầu tiên chúng ta sẽ check qua luôn, ok? Nếu các bạn đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi thì hãy đừng quên để lại một like cho cái video này và một nút subscribe phía bên dưới nha, ok? Làm ơn đi. Dạo này không có đăng nhiều content, không có đăng nhiều video nên là hãy giúp một like, một subscribe đi em nhé. Oh yeah, cảm ơn nhé, cảm ơn ông nhiều nhé. Ok, thì không có thời gian nữa, chúng ta tới phần reaction thôi. Let's go baby. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái bài đầu tiên tên là Đi Tìm Hạnh Phúc. Master, tính tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa biết đọc tên đúng cái của cái anh này là tên gì ha. Master L hay là Master hay là gì. Ok, thì có Lower, LNT và Việt Lê. Ok, không có gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Thì always stay hydrated guys, luôn luôn nhớ cái việc uống nước nhé. Đây không phải quảng cáo gì hết, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người uống nước thôi. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Tổng cộng chúng ta có 4 bài, ok, để coi là bài nào sẽ là cái bài hay nhất. Let's go. Vậy lúc thơ bé thì sao, nếu đã lớn thì sao, đau đớn trong bé phải lần thần ghé thì sao, nếu nghèo khó thì sao. What the lỡ giàu cho thì sao, miễn là what the fuck, nhìn giống Hoàng Lân vậy. Mấy ông có coi LOL Liên Minh Huyền Thoại không, VCS không, bình luận viên Hoàng Lân hả? What the what, cái gì vậy, đúng không? Phải lúc thơ ôi mẹ nhìn đi che luôn, quách đầu Hoàng Lương hả, con trai Hoàng Lương hả? Té thì sao, nếu đã lớn thì sao, đau đớn trực té và lần tử thần ghé thì sao, nếu đã khó thì sao, lỡ đâu có thì sao, miễn okay. Là rap năng lượng khác khiến họ phải cướp cầu dao. Phải lúc thơ bé thì sao, nếu đã lớn thì sao, đau đớn trực té và lần tử thần ghé thì sao, nếu đã khó thì sao, lỡ đâu có thì sao. Ta tìm hạnh phúc cả đời mà chẳng phải hiểu hạnh phúc là sao. Nếu cái giá của việc trưởng thành và lớn lên là phải tự hỏi một người mới gặp nhà ở xóm dưới hay xóm trên. Giá thế địa vị thằng đó nhỏ đó có gì khiến cho ta phải khó quên. Rồi có nên phủ nhận người khác trong mấy câu nói kiểu chắc do là nó hơn. Thì em thà là có nhìn cuộc đời với đôi mắt con nít. Con nít nó có phán xét ngoại hình người khác khi lần đầu thế đâu. Mà dẫu cho nó không thích cũng chả công kích mấy cái lời đau đớn như ông chích. Chả cần ký sinh vì lợi ích nhắc nhau mà vẫn vơ lấy nhau. Nên là anh vẫn sẽ đổ em đi lông nhông, bay cùng cánh chim bình thạnh khi trời đêm thì đen lắm. Cái chim bình thạnh là cái bài ở nơi không đông, hạnh phúc là tìm đứa bé ta đã đánh mất bên trong thâm tâm. Dù là hạnh phúc lúc thơ bé thì sao, nếu đã lớn thì sao, đau đớn trực té và lần tử thần ghé thì sao, nếu nghèo khó thì sao, lỡ giàu có thì sao, chỉ cần được rap năng lượng phải khi họ phải cướp cầu dao. Vậy lúc thơ bé thì sao, nếu đã lớn thì sao, đau đớn trực té và lần tử thần ghé thì sao, nếu nghèo khó thì sao, mà lỡ giàu có thì sao, ta tìm hạnh phúc cả đời mà chẳng thể hiểu hạnh phúc là sao. Khi trưởng thành biết đắm say ngọt ngào với đắng cay, hương vị tình ái mà mình khoái từ lúc còn chưa biết nắm tay. Làm chuyện người lớn khó lắm đây, thời gian tự do án mây, để muốn cái gì là có được điều đó thì bây giờ phải cố gắng ngay. Tao riết quen tập dậy sớm để nhà báo thức chăng còn được veo kịp, tao biết ơn nào và rap tao làm cuộc sống này tuần hoàn theo nhịp. Hướng như một ngày tao mình lo việc trên đất Việt và tự do thiệt, tao nói tiếng Việt rap đúng nhịp, giải quyết hết mọi điều khó viết vẫn không hề hối tiếc. Xem như nó muôn phiền là bóng bay, nhận ra hạnh phúc đôi khi là đường qua thử thách hay đường đời chống gai. Nhưng mà ok, phong thái không dùng lưới
bước trên đại lộ đóng tay với niềm tin tao vào một mai này sẽ có tuyệt vời hơn. Tôi đã chạy theo sự phù phiếm với Adios Idiota. Và vai bình cùng anh em rap riding trên con hai thì miễn là còn giữ được sự chai liệt thì anh đâu sợ ai nhìn. Hạnh phúc là anh vẫn giữ được tính tình, bởi thành công làm gì nếu như thành công anh không là chính mình. Chỉ cần em vẫn còn tin anh, chỉ cần ba mẹ vẫn còn tin con, chỉ cần anh em vẫn còn tin tao. Vậy ok, let's go one, and let's say two, talk one, two, không two, sao yo. Mấy anh em nằm mà hôm nay đang suy, đưa bàn tay lên và tell you please follow me. Mấy em gái nào mà đêm qua huyền mi, đưa bàn tay lên lên và tell you please follow me. Mấy chú xe ôm là hôm nay không ai đi, đưa bàn tay này lên và tell you please follow me. Và nếu nó hỏi việc là hạnh phúc là gì, cứ bỏ nó nghe là follow me. Trong cả ba rapper này và cả Space Speaker nữa. Damn! Let's go! Hoàng Lưng, đừng có bắn nữa. Mày nhìn giống Hoàng Lưng thiệt, what the fuck? Hey! Damn! Wow! Mấy anh em mà hôm nay đang suy, đưa bàn tay lên và tell you please follow me. Mấy em gái nào mà đêm qua huyền mi, đưa bàn tay này lên và tell you please follow me. Mấy chú xe ôm là hôm nay không ai đi, đưa bàn tay này lên và tell you please follow me. Yeah. Và nếu nó hỏi việc là hạnh phúc là gì, kêu nó mở ra nghe lại follow over LNT. Wow, từ từ đi, chắc tôi phải nghe thêm cái bài tiếp theo coi như thế nào. Tôi đang có một cái ý trong đầu rồi, từ từ tiếp theo nhé. Câu cá quảng cáo hả? Quá xa. Đã có bia Lạc Việt. Ok, bài này tên là The Flow. Cái tên đầu tiên sẽ là cái tên của một thành viên của trong Space Speaker sẽ sản xuất cái bài này đúng không? Theo tôi thấy là vậy, tại vì cái anh Master L thì tôi hay thấy là thường sẽ là producer. Còn producer của bài này sẽ là anh Tính Lê. Ok. Rồi chúng ta có Genji, Keep It Low Key và Jiggies. Ok. Bài cái tên rất là mới luôn. Ok, let's go. Lần đầu tiên tôi biết luôn á. Ok. To talk, gotta be that's a combo song. Gotta know the công việc còn con, còn không biết khả năng thơ và thốt. Tôi chỉ cố làm một thứ thật tốt. Baby don't rush, I want an element mush. Trip to hell, when I gonna make it rain? 24 hours cho phòng thu cùng với my gang. Double SD hơn là lúc anh rời hang. Do it for my family, don't talk with enemy. Không quan tâm những lời thầm thì, không thể nào làm tao chậm đi. Stick to my way. Keep it low key á, ok. Nên sao phải kể lời nó không đàng hoàng sau lưng low key. Họ thích thì anh cái tôi
cho cây bánh xanh và đại bùi. Thì với tao âm nhạc là cái nôi cho những điều tao đang làm tồn tại mãi thôi. Sài Gòn bước vào cuộc chiến như Ramastic á, cái ngoại hình đó, cái ngoại hình đấy nha. Thích cái chuyện cơm mà con người tranh giành nhau quyền năng. Nhìn như Ramastic kia, cái ngoại hình nè. Nhìn như Ramastic trên chương trình rap Việt của mùa 1, mùa 2 á. What? Am I tripping? Trôi ở trên my old flow, real world no need to put on show. Tell my fam to hold on tight để ta lo nốt phần việc còn lại và giờ tỷ lệ on the beat. Space jam tao fit, nên làm những gì tao thích và quyết định trên con đường tao đi. Your opinion is shit, I be doing me. Do it for my fam and for our minds going free. Bước từng bước đến nơi tao muốn like a ladder. Bước từng bước đến nơi tao muốn like a ladder. Bước chân vào cuộc chơi này đâu ai muốn làm tay mơ. Nếu chỉ cố để đua với tao thì mày đã quá là ngây thơ. Go with my flow, cứ việc để bọn nó gây đua nhau. Tiếp tục công việc vào hôm sau, cứ lo nghĩ rồi trời đã mơ ngâu. Go with my flow, just rap with my own flow. Ngày mai ra sao đúng không? Tao đó là nobody knows. Run the street, swing my game. Hip hop là tao thấy kích thích, là tao điên dần lên. Kẻ phăng hết những thành phần không cần thiết. Do my thing, yeah they call me Jiggy Jig. That's my name, yeah và tao lướt từ trong hướng về phía trước và cứ xuống hai phần nằm đang càng bước khi tao ngang qua. Họ nói là tao ngang chứ không ngoan, là thằng gang ở trong gang bắn năng lượng cho nó lan ra. Qua bao không gian mà nằm vang cho tâm can ra tân trang và thằng hương mặt đầu phang nha. Tao từng là con một và rồi trở thành thợ săn. Can ra tân trang và thằng hương mặt đầu phang nha. Tao từng là con một và rồi trở thành thợ săn. Tao từng là con mồi và rồi trở thành thợ săn. Adizan nha. If you know, you know. Tại vì tôi là fan của UFC, tôi là fan của MMA. Adesan nha, đây là Israel Adesan nha, The Last Airbender. Và cái mà ông này làm là của Alex Pereira, dành cho những ai không biết. Israel Adesan nha và Alex Pereira đã có hai trận đối đầu với nhau. Trận đầu tiên thì Israel Adesan nha đã thua, nên là tao từng là con mồi. Ok. Và cái trận tái đấu thì Israel Adesanya đã lấy lại cái đai của mình bằng một chiến thắng và sau đó làm một cái động tác như thế này, có một cái hình. Đó, chỉ có những người mà fan của UFC mới có thể cho mấy ông được những cái thông tin đấy thôi. Ok. Cái này tôi không hề research trước luôn nha. Đây là những cái phát mà có thiệt, tại vì những cái này nó vừa mới diễn ra gần đây thôi. Lâu lâu mới được thể hiện cái gọi là cái kiến thức của mình đó, hiểu không? Hiểu không? Ý là lâu lâu vậy chứ ý là vậy. Ngang qua, họ nói là tao ngang chứ còn ngoan là thằng gang ở trong gang bắn năng lượng cho nó lan ra. Qua bao không gian mà nằm vang cho tâm can ra tân trang và thằng hương mặt đầu phang nha. Tao từng là con một và rồi trở thành thợ săn. Adesanya bao phê tao on track, lao lên như trong tuyết. Still on the street with all money, click on the beat. Hết nhiệt thì đông tiếp, anh em thân thiết. Thiên sơn chăm tiếp, lờ ngờ là không tiếp. Làm việc bằng tâm huyết, miệt mài đến công việc. Mà tao vẫn không biết là tại sao tao có thể flow ở trong trạng thái thương thái đấy. Bước vào show hồ quý cổ họng họ thành cái chuông báo cháy. Tao được biết đến là nhờ freestyle. Và hiện giờ hay tương lai thì tao vẫn biết như là cái máy. Let's go with my down flow. Cứ bên đây bọn nó cái đua nhau. Tiếp tục công việc vào hôm sau. Vẫn lo đi dùng mà cho mưa ngâu. Go with my down flow. Just right with my down flow. Ngày mai ra sao và đông đâu. Tao biết là nobody knows. Ai nghĩ ra cái việc mà làm ra cái voice robot là vậy? Wow. Bài tiếp theo, chúng ta tổng cộng có 4 bài lận theo tôi thấy trong cái series này. Ok, bài tiếp theo. Đỡ lại cá hoài. Mày mà cứ quảng cáo. Rồi, ok. Bài này tên là Phiêu Bạc. Producer vẫn là anh Tính Lê. Có Tragedy. Tragedy thì tôi có biết, tôi nghe một vài bài của Tragedy rồi. Bài Move là một trong những cái bài mà tôi đánh giá là hay nhất của Tragedy luôn. Bài gì, của ai nị gì đó, cái mẹ hay bữa giờ nổi tiếng trên TikTok á. Mà nghe đúng nhức đầu luôn. Một vài bài nữa. Ông này tên là GM Chief. Ông này thì tôi có thể là tôi không biết. Ok. Dewey, ok my boy Dewey. Ok. Oh, this shit gonna be fire! Oh my god, this shit gonna be fire! Let's go! Oh! Tại vì Tragedy và Dewey là hai người chơi tune.
melodic đồ cái kiểu á. Ok, à melodic rap team, ok. Stand up, stand up. Thật ra trên công chúng với trên ca nơi tôi muốn đi từ khách ta sẽ đáp xuống. Ta sống thật độc lập và tự do, không muốn phải làm theo nơi người khác muốn. Ta bay ra nơi bàn, ta không quan tâm đâu, sau lưng ta bay cây. Đâm cho những lá cây, vội vàng và đổi thay. Giá sĩ trong lời nói, bạn rè và cuộc hẹn trong buổi tối. Đừng tâm bao nhiêu lối, giờ thì nhau mong ngon sự người mới. Nhẹ nhàng và tiếng lời thêm vào tôi. Dù là sao cuối, dù bị tất cả lấy thứ, quan trọng là cảm xúc. Ta bị nhau mong ngon phải được ăn phải đúng lúc. Người giàu và cầu phúc, để lại những dữ chút, rồi sống ra đi luôn. Không say đã có lời. Wow. Muốn lời. Can't sleep on the cold night. Ok, I'm alright. Giờ đến cuối mọi thứ sẽ biến mất. Chẳng còn để lại tiếng nói. Đủ những gì lưu luyến nhớ. Tiền đang nơi phím cơ. Ăn mừng trong tiệc. Sau khi xong công việc, hết ta cứ nói cho bị phong thiệp. Giá tờ hay thiệt. Và sau một khối tiền và tay chờ không kịp. Anh thấy đang tưởng nó tay đang bay biệt. Càng nén thêm nhiều lo thì càng cay nghiệt. Lời nói như nhạc dao đâm vào sâu lưng về xưa. Nhìn thấy những người kia đang bán dao vào kia. Lừa cho đúng sai. Buồn hôm nay có cái ai. Sẽ thương này oh oh oh. Không thể phải. Damn. Thế nào bỏ trốn. Để lại lòng tự tốt. Có thể chịu gió bay. Don't wanna bet. Đi lên bạc đó đây. Tao luôn phải care. Let's go, yeah. Cảm ơn ngoài đó đang rơi từng ngày. Bao trái này đến với những tâm trạng. Tao lấy những âm thanh chiêu bạc. Tay đi tao giống như những điều nhẹ. Fast me. Cô chơi đủ ngó trên bàn. Mới đã một trăm nó hoàn thành. Chỉ còn nhiều hơn đây không mang. Cho đi vì tao luôn sẵn sàng. Giờ đi tụ tao hóa thành vàng. Giống như biên khơi mang hoàng mang. Let's go. Tao đi mày xí đi swag boy. Nhìn lên em bị thấy huyệt bánh lưng. Tao cho nó để thích. This shit fire man. Oh my god. Ôi. Ôi. Trời, phải shout out cho Space Speaker vì đã làm ra cái series này luôn á. Cái ý mà tôi muốn nói ở cái video đầu tiên á là cái cipher này nó rất là giống cái SXL freestyle của mọi năm của bên Mỹ á, thì cái đúng không ta, SXL đúng không, nếu tôi nhớ không lầm cái tên, thì cái SXL đó là thường thường là sẽ mời những cái nghệ sĩ đang lên của gọi là rapper bên Mỹ á, thì từ từ tôi mệt quá, từ từ đi. Là cái chương trình SXL đó là sẽ mời những cái nghệ sĩ đang lên, những cái rapper hip hop đang lên ở bên Mỹ vào cái kiểu, nó cũng dạng dạng kiểu cypher giống như vậy nè. Thì họ sẽ freestyle hoặc là họ sẽ hát những cái đoạn rap của những cái bài sắp tới của họ. Thì nói chung là nếu mà mấy ông không biết SXL freestyle là gì thì mấy ông cứ search đi ha. Thì có rất là nhiều nghệ sĩ lúc mà họ đang dần nổi tiếng, ví dụ Lil Uzi Vert nè, 21 Savage, Lil Yachty, rồi The Baby, rồi nói chung là có rất là nhiều, có cả XXXTentacion và nói chung rất là nhiều. Thường thường cái chương trình đó sẽ mời những cái rapper cũng như là nghệ sĩ gọi là đang lên á vào để làm một cái cipher. Thì hiện tại thì Space Speaker, cái mô típ của Space Speaker đang làm nó khá là giống với cái chương trình đó, thì tôi rất là respect cái chương trình đó luôn. Thì cái việc mà đem những cái rapper mà rất ít người biết đem lên cái chương trình này thì shout out to Space Speaker. Oh my god. Còn cái collab này thì oh my god. Lần đầu tiên tôi nghe cái ông GM Chief này luôn á. What this shit? Fire. Run it back. Đừng lo thì càng cay nghiệt. Lời nói như nhạc dao đâm vào sâu lưng vết xước. Nhìn thấy những người kia đang bán dao vào kia. Chơi đi cảm xúc. Lựa chọn nó đúng sai. Buồn hôm nay có cái ai. Sẽ thương này oh oh oh. Không thể phải. Chẳng thể nào bỏ trốn. Để lại lòng tự tốt. Có thể chịu gió bay. Don't wanna bet. Đi lên back đó đây. Tao luôn phải care. Cảm ơn ngoài đó đang rơi từng ngày. Bao trái này
đến với những tâm trạng, tao bay cùng những âm thanh chiều bạc, tay đi tao giống như những điều nhẹ. Cú chơi đu ngó trên bàn, bước ra từ trong nó hoàn thành, chỉ muốn nhiều hơn để không mang. Trôi đi vì tao luôn sẵn sàng, ra đi tụi tao hóa thành vàng, giống như biển khơi vai hoang mang. Tăng ga và đi mấy xí đi xoay môi, nhìn lên để mày thấy vì bay nâng. Tao cho nó để thêm nhiệt những âm thanh vang ở trong đêm tìm. Anh khói bay vào những làng mây, sống chỉ vài giây, cảm giác như con đồng lại đây, khiến lòng mình phải say. Wow. Oh my god, this song is a banger. Đi quỷ đi cuối à? Từng cảm xúc lựa chọn nó đúng sai. Vương hồng này có gà. Cái điểm cũng hay quá. Không thể phải chẳng thể nào bỏ trốn, để lại lòng tự tôn. Về bầu trời khi đánh mưa, giữa ánh xanh đã lu mờ. Speak up. Vàng lại ngọn đồi bên sông đang cháy với những giấc mơ. Có được cũng phải mất đi, đôi lúc anh thức giấc khi lẽ rơi trên mà cần chỉ một góc riêng trong lòng. Khi mình đếm sương mờ, anh đã có nhiều ngày ngồi thức trong màu lờ. Nhớ thầm vẫn nghe lên nỗi đau, sâu trong tâm hồn này chẳng thể lên nỗi màu, chẳng thể lên nỗi màu. Khi thân cây nghe xuống. Trong góc sân nhà, cảm xúc lựa chọn nó đúng sai. Oh my god, cái điệp khúc này hay vãi thầy. What? Trời ơi, đây là một trong đây là cái, nếu mà tính cả cái cipher thì đây là một, tôi nghĩ đây là cái bài hay nhất luôn á. Chứ mặc dù chưa nghe bài thứ tư nhưng mà ok, bài này chắc chắn là sẽ là hay nhất rồi. Và đây mới gọi là melodic rap nè. Bữa giờ ở trên cái chương trình RV mùa 3 gì đó, có một người tên là R D, thì tôi thấy là nó hát không à. Ý là không có disrespect gì hết, nhưng mà cái đó là hát, còn này mới là melodic rap nè. Ồ, cái điệp khúc hay vãi thời. Nập chè như cảm xúc lựa chọn nó đúng sai. Vương hồng này có gai không thể phải chẳng thể nào bỏ trốn, để lại lòng tự tôn. Damn, wow, không biết nữa. Oh, quá hợp luôn. Over hợp. This song is fire. Oh my god. Wow. Shout out to Space Speaker vì đã làm cho cái này nó diễn ra. Damn. Khen nhiều rồi, qua bài khác thôi. Bài cuối cùng đúng không? Bài này bài cuối cùng. Mai quảng cáo nữa. Quảng cáo hoài. À, từ từ. Bài cuối là Evolution. Là anh là Master L. Fikidi. Hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu rồi á. Hình như cũng là hình như có nghe rồi. Cocaine và GGS Shinobi. Ok, bài cuối cùng, để coi chúng ta khép lại bằng cái bài cuối cùng nó như thế nào. Wow, cái bài trước nó quá hay rồi, mà tôi nghĩ cái bài đó sẽ là hay nhất rồi, for sure rồi, no cap rồi. Để coi bài này cả ba rapper này sẽ xử lý như thế nào. Ok, let's go. Drill team á. Tuyên cáo không nghe tai nghe. Back up. Ê. Trốn vượt lối tự chịu. Ê. Black as hell. Ê. Back on the track. Cocaine. Freaker. Bắt đầu người thấy có mùi khét. Mùi khét từ nhà máy công nghiệp. Mùi cloud và ta thấy không tuyệt. Đã bớt đã dĩ cho xong mấy công việc. Có con rồng đậu sau gáy ông Việt. Có ông thầy cũng mấy khái ông Việt. Và mặt trời của thời nào cũng vậy. Nhô lên là gái gái đông thiệt. Mắt thánh đâu thể che bằng vải thừa. Mấy thương hiệu do tập bạch hải đường. Ở trên kia hào quang nó rực rỡ. Vì phía dưới đây đất đai nó màu mỡ. Ai cũng là kẻ sâu tính cho tới khi mình chỉnh lại cái thấu kính tạo. Thì bụng dạ của tốt chán. Đồ ăn ở đây vẫn được nấu chín.
nhiệt huyết đã căng tràn. Con sâu nhất quyết cũng chỉ dám ngàn. Không một khi đã đến năm thăm ngàn ngày trăng tàn. Hết sáng dục đi còn đúng năm ngàn. Nhưng trong ngàn bán tìm bao quăng đời và lịch răng hàng. Đôi gian màn thăng hàng. Con sâu biến hình như là thăng đàn. Bên dưới Rolex là những vết cắt ngang. That's how we go. Ê, ông này có phải là ông bên Việt Hip Hop không? Phải không? Cái mặt giống quá vậy? Cái ông mà hay host Việt Hip Hop phải ông này không? Tôi không biết cái rap name của ổng. Tôi không biết là ổng có rap không nhưng mà giống đúng không? Hình như là ổng đúng không? Ok, let's go. Chiếc màu xanh trên chiếc Mustang. That's how we roll. Tài năng bộc phát và con solo sắc. That's how we go. Tao không cần thêm bạn, tao cần tiền bên trong giằng co bao lần phiền. Phiền có thêm một cái hở tim trên cổ tay cho tao phần yên tâm hơn. Flow bậm trợn nhưng chỉ nói về những điều mẹ tao thường nói. Bước chân vào môi trường mới, ngôi trường mới tìm thêm đường lối. Mở mắt dậy thở gấp chạy bơm ga vì tao cần nhanh hơn hôm qua. Chính trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ này kỳ tích sẽ đơm hoa. Impala 64, hai thanh chúc lại chưa đủ đô. Chrono Passion hay là Jacob and Co. Bây giờ cho những con hardcore flow đã đến lúc basic thay phiền. Chính nghe đôi khi cũng cần dấu để chạy, tao hứa sẽ không thay phiền. Bất kể thứ gì đến tao sẽ trả lại tất cả nhiều hơn gấp 10. Quỳ xuống ngay khi mày nhìn thấy vị vua đang cúi thấp người. Na 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 thao thức bên trong góc phòng trời. Giống Prezic phải quá the fuck. Là những vết cắt ngang. That's how we go. At least on the way. Thất kỷ màu xanh trên chiếc Mustang. That's how we go. Tài năng bộc phát và con solo sắc. That's how we go. Chưa đủ đồ lắm nhưng mà ok. Wow, biết hay quá. Ok. Wow. Trước khi chắc là tôi phải mất tiền nhân cả lắm mới bắt được quá. Ý là về cái bài hát Evolution của Drill Team này thì cái verse đầu rất là hay ha, cái verse đầu của Ficky D làm tôi khá là bất ngờ. Còn cái verse của Cocaine và Shinobi thì ý là sorry nhưng mà nó chưa đủ đô của tôi lắm. Nó chưa có đủ đô với tôi lắm. Theo tôi là như vậy. Nhưng mà ok, shout out cho cả ba rapper trong cái bài drill này, trong cái bài Evolution này. Và yeah, và đó là cái reaction của tôi cho cái cipher, zoom in cipher này của Space Speaker TV. Ok. Và phải shout out cho Space Speaker vì đã làm cho cái này nó diễn ra. Và shout out cho cả 9 rapper và 2 producer vì đã làm cho cái này nó diễn ra. Wow, cái bài thứ ba, cái bài mà cái gì phiêu bạc chắc chắn luôn. Nếu mà nó có trên Spotify thì tôi chắc chắn tôi sẽ down về cái Spotify của tôi luôn. Oh my god. Nói chung là theo ý kiến cá nhân của tôi á, thì tôi thấy là cái gọi là cái mô típ của cái cipher này á thì nó khá là giống với lại SXL freshman freestyle á. Nếu mà mấy ông chưa biết qua cái đó thì mấy ông có thể search qua thì có rất là nhiều rapper nổi tiếng bây giờ đã tham gia cái freshman freestyle đó rồi. Thì như tôi nói là có Lil Uzi Vert, 21 Savage, nói chung là rất là nhiều luôn. Thì mấy ông, nếu mà mấy ông muốn check qua thì mấy ông có thể search. Thì nó là một cái dạng kiểu cho cái khán giả biết nhiều hơn đến những cái rapper chưa nổi tiếng á. Thì hiện tại thì cái cipher này nó đang có cái mô típ giống như vậy, thì tôi rất là respect như vậy luôn. Và tôi rất là mong là mỗi năm hoặc là có một cái chu kỳ nào đó Space Speaker TV vẫn duy trì được cái gọi là cái cipher này.
cái content này. Tại vì thật sự là ở Việt Nam mình theo thấy là hiện tại rapper đang, cái số lượng rapper đang đi lên rất là nhiều, nhưng mà vẫn có một vài rapper rất là chất lượng và có rất ít nhiều rất ít người biết tới. Ví dụ như trong cái cypher này thì đối với tôi nha, Dewey và Trusty là hai cái người mà tôi đã nghe nhạc cũng khá là lâu rồi á, nhưng mà có vẻ như là cũng chưa nhiều được nhiều người biết tới. Và tôi cảm thấy là hai cái bạn trẻ này chơi new wave rất là tốt. Thì nhờ cái show này, cái content này thì tôi mới biết được nhiều nhiều cái bạn hơn. Ví dụ như là Keep It Low Key nè, wow, Genji nè, Lower, nói chung là Việt Lê, nói chung là ok. Nói chung là đó là cái reaction của tôi cho cái cypher này. Wow, một lần comeback với lại cái content reaction rất là vui và rất là tích cực. Ok, tôi rất là mong tôi đã đem lại gọi là một năng lượng tích cực dành gì đó dành cho các bạn. Ok, và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ, thật là tích cực, và hãy lan tỏa cái năng lượng tích cực này cho những người xung quanh của các bạn nhé. Ok, always stay hydrated guys. Và lời cuối, nhớ bấm like cho cái video này, nhớ bấm subscribe nhé, và như mọi khi, peace and I'm out. Hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Bye guys.